Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lâm Minh Thành do vi phạm trong công tác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật về đảng với ông Thành. Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi giữa tháng 6 đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lâm Minh Thành đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ và mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Lâm Minh Thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.